không gian mây mông của nhà vui khi xưa gần đây. Bản thân Quang Hà rất là mến mộ cái tiếng hát của Hà Nhi. Và ngày hôm nay khi mà được mời một cái chương trình để mà đồng hành, để mà song ca, để mà giao lưu với Hà Nhi, thì Hà nhận lời ngay, bởi vì Hà đang rất là mến mộ cô gái này. Mỗi người đều có một cái cá tính âm nhạc khác nhau và đều có một cái cách xử lý khác nhau, nhưng bởi vì chúng tôi có chung một cái điều đó là hát thành công những cái bài hát pop ballad. Chính vì thế nên là chúng tôi có dễ giao thoa với nhau và ăn ý với nhau trong những lúc tập. Và đặc biệt nữa là song giọng hát của Hà Nhi thì nó có cái độ khào khào một chút, thì Mạc Quang Hà cũng có một chút khào khào. Thì nói chung là hai cái khào nó gặp nhau thì nó cũng dễ ăn dơ với nhau nhiều hơn. Hà rất là lười nghe những cái bài hát của các ca sĩ khác. Đó là một trong những cái khuyết điểm của Hà. Và khi mà đưa cho Hà những cái bài hát của Hà Nhi thì thật sự là cái bài hát mà cô ấy cover lại ấy, thì Hà biết. Thế nhưng mà những cái bài hát cover đấy thì Hà lại không được hát, mà bắt buộc phải hát những bài hát rất là riêng và mới của Hà Nhi, thì chỉ biết đúng một bài, đó là bài Chưa Quên Người Yêu Cũ đó. Thì nhưng mà xin thì không được hát, vì chắc bài hát đó Hà Nhi đang đẩy bài hát đó, nhưng chính vì nên cô giữ lại để cô hát riêng. Và Hà phải hát một bài hát gọi là bài hát cái gì nhỉ, Only You, chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ biết. Từ trước đến nay Hà toàn hát tiếng Việt không thôi, không hát tiếng Anh, bởi vì Hà phát âm tiếng Anh nó không hay. Chính vì thế Hà sợ lắm, sợ nghe từ sự tựa đề tiếng Anh là thôi là rún hết cả người rồi. Hy vọng rằng là với những cái bài toán cũng như là những cái thử thách mà ban nhạc cũng như là chương trình đưa ra cho Hà thì Hà sẽ cố gắng thực hiện nó thật là tốt, và đặc biệt là hơn nữa là sẽ cố gắng hát những bài hát của Hà Nhi sao cho nó hoàn thành, hoàn thiện. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ bơi được vào đến bờ. Hà thì có một cái ưu điểm đó là rất là nhanh khi mà vỡ bài, chỉ khoảng độ 5-10 phút nghe qua khoảng độ lần thứ ba thôi là tôi đã nắm được hết toàn bộ cái đường dây và cái giai điệu của bài hát. Thế nhưng mà lời bài hát thì nó là một cái vấn đề, bởi vì cái tuổi già nó khó rồi đấy, phải không? Thế nên là tập một cái bài hát mới mà nó không phải là bài hát mà đi vào trong đầu của mình ngay ấy, rất là khó. Vấn đề tiếng Anh thì Hà đẩy hết cho một cô bé gọi là hát bè đó để xử lý cho mình, và Hà mình chỉ trên mà thôi. Hy vọng rằng quý vị mình đã tâm sự rất là thật lòng với nhau đúng không? Thế nào quý vị cũng đừng có bắt bẻ như Hà, vì những cái gì mà mình là ưu điểm mình sẽ show ra, và những cái gì khuyết điểm thì mình sẽ nhận lấy để mình che nó đi. Nhưng mà hôm nay Hà show ra hết cho quý vị rồi thì quý vị sẽ biết rằng là Quang Hà hát tiếng Anh không có hay, và vì phát âm tiếng Anh không chuẩn. Thế nên là nếu như Hà hát có sai hay có không đạt thì quý vị cũng trông chấp bỏ qua, vì đây không phải bác của Hà, đây chỉ là một thử thách trong chương trình giao lộ thời gian đưa cho Hà mà thôi.